Rồi, chào quý anh em nha. Thì sáng nay là mình phải đóng rất là nhiều hàng cho các anh em khách sỉ ha. Đây một đơn này, đây một cái thùng này là một đơn này, rất là nhiều đồ này ha. Đó, anh em thấy không? Rất là nhiều đồ ở trong cái đơn này luôn. Đấy, thì đây một đơn, rồi đây một đơn nữa này. Đơn này thì đơn lớn hơn, đơn này thì tới 20 mấy triệu lận ha. Thì khách mua rổ xe rim nè, rồi cái này là IC của Indo nè, rồi cần số nè, ha, rất là nhiều thứ ở trong này. Đây, IC Indo này, mấy chục cục IC Indo á, rồi mười mấy cái rổ rim á. Đây, đây là cần số này, cần số thì mình để đây, nhưng mà cái cao su của cần số là mình để dưới này nha, đó, để tránh bị lộ đó nè. Rồi, với lại khách mua thêm 10 cái mặt kiếng rim nữa, thì 10 cái mặt kiếng rim này mình sẽ bỏ vô luôn. Đây, đây là cái bill của khách nha, mình xin phép mình che số điện thoại với lại cái địa chỉ chính của khách lại nha. Đây này, cái trong danh sách này là cái mặt hàng ở trong danh sách thì mình có đi in cái danh sách riêng đưa cho khách nha. Đơn hàng này là 25 triệu nha anh em, anh Nam ở Phan Thiết, Bình Thuận nha. Đổi số điện thoại là số này, mình xin che cái số đầu lại nha. Đó, thì cảm ơn anh em đã ủng hộ cho shop mình nha. Đây, 10 cái mặt kính rim mình sẽ bỏ vô đây, mình đóng kỹ lại cho anh em nha. Đó, thì cảm ơn anh em đã ủng hộ bên mình rất là nhiều. Thì nay khách sỉ chốt rất là nhiều ha. Thì cảm ơn anh em. Thì đó, những cái đơn 50 triệu thì khách mua rất là nhiều luôn. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều. Đây, đây cũng có một đơn nữa này. Đây có một đơn bé hơn nữa này. Rồi, ok. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu mua sỉ hoặc lẻ các loại phụ tùng thì có thể liên hệ với mình nha. Ví dụ như đây là mặt kính rim Thái này, là anh em chúng ta mua rất là nhiều này, tại vì cái loại này nó dễ bán cũng như là nó gắn vô nó đẹp nha anh em nha. Hàng hai tem nha, này hàng hai tem của Thái Lan nha, cho anh em yên tâm ta sử dụng cái loại hai tem thì chất lượng cực kỳ tốt rồi. Rồi đây là ví dụ như đây là cái cần số rim Thái này, cái này khách mua nhiều lắm. Cần số rim Thái này khách mua hình như 20-30 cây rồi đó. Đây cần số rim Thái này, đây cần số rim Thái này, cần số rim Thái nha anh em nha. Rồi, đây cần số rim Thái GN5 này, rất là đẹp anh em ha. Loại này thì nó có cao su ở đầu nha, mà để trong bọc cho khách sỉ ta về ta tự chia ra nha. Rồi, đây cái đầu này cực kỳ đẹp luôn, anh em thấy không? Rồi, thì loại này giá là 350 một cây nha, hàng giá lẻ là 350 nha. Anh em lấy giá sỉ thì cứ nhắn tin cho đạt riêng nha, mình sỉ trên 10 cây nha anh em. Rồi, đây này khách đặt 20 cây sao. Đây là rổ rim này, rổ rim này là rổ rim lùn nha. Cái loại này thì nó rẻ, nó có 330 một cái thôi. IC Indo này, này là khách mua rất là nhiều luôn. Đó, thì cái đơn này là mình đóng rồi, giờ mình sẽ đi gửi bưu điện nha. Mình vẫn gửi bưu điện thôi. Cái thùng này thì gửi bưu điện nó cũng rẻ lắm anh em, chứ không tới, nó không quá 150 tiền ship đâu, rẻ lắm. Thì để cho tiết kiệm nhất có thể luôn đó anh em. Rồi thì anh em là chúng ta có nhu cầu thì anh em có thể mình liên hệ với Đạt nha. Số điện thoại của Đạt 0915 434 973 nha anh em. Giờ mình bỏ cái này mình sẽ xếp vô trong đây cho khách nha. Rồi mình lấy giấy mình sẽ kê lại cho nó chắc chắn nha anh em. Rồi thì hàng thì khách đặt cứ toàn đặt chục chục cái không ạ, cho nên là đóng thì phải cẩn thận, kẹo là nó sẽ bị lộn cái số lượng anh em. Đây anh em ha. Thì để cho chúng ta về anh em bán lại thì mình lúc nào mình đóng bọc thì nó cũng kỹ càng hết á, để tránh rách những cái tem hư, những cái tem này kia ha. Đó. Rồi đây đơn này nó như vậy thôi. Rồi xong mình lấy cái này mình sẽ chặn nó lại ha. Đây, những cái đồ này của Honda hết nha, Honda hết đây anh em ha, để chúng ta yên tâm anh em mua về là sẽ còn nguyên cho các cái khách hàng lẻ của mình. Đấy, chứ nhiều lúc mà nhập nhiều anh em ta đóng xấu quá về nó hư hết đồ nha. Rồi đó, bây giờ mình sẽ đóng nắp lại nữa là xong. Để nắp lại nữa là xong rồi. Ok, xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu mua sỉ các loại phụ tùng có thể liên hệ với mình nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp quý anh em vào những video tiếp theo nha.